đen trắng tình đời, tác giả Vân Bích, tập 2. Mình cuống cuồng bật dậy, sửa sang lại bộ quần áo xộc xệch. Anh run run mở cửa, giọng đầy lo lắng. Vì, sao em lại tới đây? Bóp một cái, anh ta chưa kịp nói hết câu, đã ăn ngay một cái tát giữa mặt. Vừa rồi là Vi dung mạnh hết cỡ, nên trên mặt anh đỏ ửng. Nước mắt Vi cứ tuôn dài. Các người! Nhìn cái điệu bộ như thách thức của Nhã, mà Vi càng sôi máu. Vi không kịp nghĩ ngợi, lao vào, túm tóc giật ngược ra sau, cứ vậy mà tát tới tấp. Cô ta không phản ứng lại, mà cúi đầu cam chịu, khóc rưng rức. Hiểu lầm. Mình thấy Vi đã hoàn toàn mất kiểm soát, lao vào giữ chặt tay Vi, kéo ra ngoài. Lúc này, Vi càng tin là anh ta đang bảo vệ Nhã, nên càng hăng máu. Vì dãy dụa cố giơ chân đạp hẳn vào ngực cô ta, không ngừng rít lên. Đồ con chó, mày đừng có giả tạo trước mặt tao. Mình từ lúc lấy Vi tới bây giờ chưa khi nào thấy Vi ăn nói như vậy, nên nhất thời bị sốc. Anh càng giữ chặt thì Vi càng dùng ra. Cuối cùng Vi cắn thật mạnh vào cánh tay của anh ta, hằn nguyên cả hàm răng. Mình đau quá, vội buông tay. Còn Vi tiếp tục lao tới cấu xé Nhã. Anh Minh, cứu em, em đau quá. Vi điên cuồng chửi rủa. Tụi mày giỏi lắm. Vi lúc đó như muốn quá điên, mặc cho Minh ngăn lại. Mãi sau trong lúc giằng co, anh ấy đẩy Vi té xuống đất. Nhã xà vào lòng ôm chặt Minh khóc không ngừng. Vi bây giờ ngây ngốc như người mất hồn, không còn nhận thức được cái gì nữa. Nước mắt mặn chát vẫn không ngừng rơi tí tách. Vi ngẩng mặt lên trời cười hình hịch. Anh đánh tôi! Anh vì một con đàn bà mà đánh tôi! Trước kia anh đã hứa sẽ mãi mãi yêu thương bảo vệ tôi. Vậy mà bây giờ vừa xuất hiện anh đã quên mất cái câu thề đó. Nó có phải là vợ của anh không mà anh tỉ mỉ chăm sóc như vậy? Bao năm qua tôi thấy anh làm việc cực khổ nên hết lòng san sẻ với anh, cố gắng vun đắp cho gia đình. Tôi không có quản khó khăn cùng anh gầy dựng từ hai bàn tay trắng. Vậy mà cuối cùng rồi tôi được cái gì? Anh nói đi, tôi được cái gì? Mình thấy hồi nãy đã vô ý đẩy Vi quá tay thì cuống quýt. Em à, anh xin lỗi, anh không có cố ý để anh đưa em về. Thực ra hồi nãy không có như em nghĩ đâu. Là... Câm miệng đi! Anh câm miệng lại! Tôi không có giết anh đâu! Có tội phạm nào là tự nhận tội bao giờ đâu! Lúc nào cũng chối bay chối biến! Anh đừng có tưởng tôi ngu không có biết! Có đêm anh nói đi trực, nhưng là đi karaoke với bạn! Có những lần mấy cô thực tập sinh nhắn tin tán tỉnh, anh vẫn vô tư trả lời họ! Tôi không có nói là vì tôi để cho anh nhìn nhận lại bản thân mình! Anh phải biết, anh là người đã có gia đình, nhưng tôi đã sai. Tôi sai thật rồi, bản tính con người không có thể thay đổi. Càng không có gì người khác mà thay đổi. Được, vậy bây giờ chúng ta ly hôn. Tôi ly hôn cho anh thoải mái quay về với nó, không phải nhà anh coi nó như báo vật hả? Vì dùng dậy, bước ra cửa, nhưng Minh vội ôm chặt, vì thúc mạnh khuỷu tay vào bụng anh. Cút đi, cái đồ khốn nạn! Lúc này ánh mắt của Minh sâu thẳm vô hồn. Anh buông tay không nói thêm bất cứ lời nào mà đứng im như pho tượng. Vì lảo đảo bước đi, chân nọ đá chân kia, vừa bước xuống cầu thang vì thấy đầu óc say sẩm, trời đất quay cuồng. Cô muốn bám vào tường, nhưng chỉ vài giây sau đó cô đã lăn xuống dưới,
Cảm giác lúc này xương cốt muốn dở dụng, đầu của cô muốn nổ tung. Trong cơn mơ màng, Vi thấy có tiếng người gọi gấp gáp. Cô ơi! Vi chỉ kịp nghe loáng thoáng tới đó, rồi liệm đi không hay biết. Lúc tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trong căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng sực nức. Vi giơ tay lên, thì thấy dây truyền dịch đang chằng chịt. Cô nhớ lại sự việc hồi nãy, nhưng không nhớ được gì. Cô tỉnh rồi hả? Cô thấy trong người như thế nào? Một người thanh niên chắc độ 27-28 tuổi, mặc áo blues, đeo ống nghe, trước ngực anh ta thấy ghi bác sĩ khoa ngoại Nguyễn Việt Long. Anh ta hỏi rất nhiều, nhưng lúc này tai của Vi ù hết đi, không còn nghe rõ nữa. Người này nhìn Vi đầy thương cảm. Người nhà của cô đâu, để tôi giúp cô liên lạc với họ. Hai tiếng người nhà càng làm cho tim Vi đau nhói. Bây giờ Vi không biết phải liên hệ với ai. Ba mẹ cô không còn trên đời này nữa, chồng cô cũng không cần cô. Vi mệt mỏi. Tôi không có người nhà. Vi nói tới đó thì lại bật khóc. Vị bác sĩ kia ái ngại. Tôi có chuyện này cần phải thông báo gấp, nhưng cô phải hết sức bình tĩnh. Vì không còn gì để mất, làm gì có cú sốc nào khiến cho cô không có chịu đựng được nữa. Vì chán nản. Anh nói đi, tôi đang nghe. Hồi nãy do cô bị té, lực đập quá mạnh nên em bé trong bụng cô đã mất rồi. Xin chia buồn cùng cô, mong cô hãy thật mạnh mẽ, cố gắng lên. Tình đứa bé giống như sét đánh ngang tai, Vì ngây ngốc hỏi lại. Đứa bé, tôi hả? Vị bác sĩ thoáng chút bối rối, nhưng vẫn trấn an. Cô đừng có buồn, là do mẹ con cô không có duyên với nhau, nên em bé đã đi rồi. Cô hãy giữ gìn sức khỏe, để sau còn có thêm những em bé khác. Cô vẫn còn trẻ, đừng có lo lắng quá. Vì giật tung kim truyền, bật dậy, lắc mạnh cánh tay người bên cạnh. Con tôi... Trời ơi, sao lại như vậy? Vi cứ gào khóc ầm ĩ. Mấy bệnh nhân bên cạnh nhìn thấy Vi đầy thương cảm, họ không ngừng động viên. Cô gái nín đi, đừng có đau lòng nữa. Một lần xa bằng ba lần đẻ. Cô phải cẩn thận, chăm sóc bản thân cho tốt. Vi chỉ biết ôm mặt khóc rưng rức. Lúc đó không hiểu sao cô lại nghĩ ngay đến mẹ. Cô ôm chặt bụng mình thổ thỉ. Mẹ là người tôi, mẹ tội, mẹ có lỗi với con, mẹ không có bảo vệ con được tốt, mẹ sai rồi. Con đã tự nghịch trong cơ thể của mẹ, vậy mà mẹ lại ngu si không có hề hay biết. Mẹ đánh mất con, mẹ xin lỗi. Xin lỗi con. Vì cứ vậy lại khóc thảm thiết. Có một cô đi chăm sóc người bệnh thấy vậy ôm lấy Vì an ủi. Con muốn khóc thì cứ khóc lớn lên đi, khóc cho vơi nỗi buồn. Hết hôm nay thôi đó, ngày mai phải mạnh mẽ bước tiếp ngàn. Đây là sự cố, không có ai mong muốn, con đừng có trách móc bản thân của mình nữa. Vì gục vào người xa lạ mà khóc nấc lên, đôi vai Vì không ngừng run rẩy. Cô mượn điện thoại của bác gọi cho Hân, cô bạn thân chí cốt, đồng thời là đồng nghiệp của cô. Vì gọi tới lần thứ 5, nó mới bắt máy giọng bực bội. Ai vậy? Hân à, tao, Vi đây nè. Vi không nói được rõ chữ, cổ họng nghẹn ứ. Nó nghe Vi đang khóc thì lo lắng. Mày sao vậy? Bình tĩnh, đang ở đâu? Hân à, tao mất con rồi. Tao mất con thật rồi. Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi nói khẽ. Bệnh viện nào? Ở yên đó đi, tao tới. Vi chỉ nói tới đó thì Hân đã tắt máy cái rụp. Chỉ nửa tiếng sau nó đã có mặt. Nó nhìn Vi khóc sưng mắt thì cũng không kìm được nước mắt. Thôi, có tao ở đây rồi. Mà cái lão Minh đâu sao không thấy? Nghe tới tên anh ta, Vi lại càng hận tới thấu gan. Vi vừa định trả lời thì cánh cửa mở tung, tiếng người gấp gáp. Em, sao lại ra nông nỗi này? Vi nhìn thấy Minh bước vào thì đã không kìm được cơn xúc động, còn giận dữ muốn đuổi anh ta đi, lại bắt gặp Nhã lót tót phía sau, ức chế kèm lửa giận bùng lên sùng sục,
lại nhìn thấy cái dáng vẻ giả tạo của con Nhã mà Vi tức nổ đom đóm. Mình đi tới gần nắm tay Vi, nhưng Vi nhanh chóng gạt tay anh ta, hét lên: "Anh đi ra cho tôi!" Mình đưa mắt buồn bã năn nỉ: "Em bình tĩnh cái đã, có gì từ từ nói." Vi không thiết tha khi nghe anh ta giải thích, dùng ánh mắt thống hận nhìn trừng trừng vào mình rồi quay mặt đi. Vì đang không có muốn phí sức về bọn họ thì Nhã lại bước ra châm dầu vào lửa. "Vì à, em giận quá nên mất khôn rồi đó, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi." Mình dường như bất ngờ khi nghe Nhã lên tiếng, anh liền quay lại: "Em qua đây làm cái gì?" Nhã ra vẻ người tốt, cô ta dịu dàng trả lời mình: "Em sợ Vi không có chịu nghe anh giải thích nên muốn qua nói rõ với em ấy." Rồi Nhã quay sang nhìn Vi, ánh mắt thiết tha hòa nhã: "Vi à, em đang hiểu lầm anh chị rồi. Thật ra do chị không cẩn thận bị té cho nên..." Nghe Nhã tấu hài câu đầu là Vi đã sôi máu lên rồi. Làm sao có thể nghe tiếp cái trọn cái câu vừa chăm chọc vừa giả vờ là người tốt này thêm một lần nào nữa. Vi ngửa mặt cười nhạt, nhanh chóng cắt ngang lời cô ta: "Có muốn giải thích thì phải chồng tôi giải thích mới đúng. Mà bây giờ tôi không có muốn nghe, càng không muốn thấy kẻ giật chồng người khác ở đây thêm một giây phút nào nữa." Bị Vi nói trước mặt bao nhiêu người, con Nhã vừa xấu hổ vừa tức tối, nhưng ánh mắt giả tạo mau chóng thế chỗ. Cô ta thúc thích khóc như bị hàm oan, rồi lao nhanh ra ngoài. Mình bối rối nhìn Nhã chạy đi, nhưng không đuổi theo. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống nắm tay của Vi: "Em à, đừng có như vậy mà, để anh coi em có bị làm sao không." "Buông tôi ra!" Vi giằng mạnh tay mình. Ngay lúc này, hình ảnh đứa con chưa kịp đủ đầy hình hài đã sớm lìa khỏi bụng, làm cho Vi càng thêm điên tiết. Nước mắt Vi thi nhau rớt xuống, cô đấm ngực anh ta thùm thụp: "Anh đi mà đuổi theo cô ta kia kìa, các người đúng là khốn nạn mà. Tôi hận anh, tôi sẽ không có bao giờ tha thứ cho anh đâu." Vi còn muốn mắng anh ta nhiều hơn nữa, nhưng bỗng dưng cảm thấy đầu óc quay cuồng, nơi lồng ngực dâng lên luồng khí nóng khó chịu, mặt mày thì tối sầm lại. Cô ú ớ nhưng không thể phát ra tiếng, và sau đó không biết gì nữa. Lúc tỉnh lại thấy trời đã hừng sáng, cô nheo mắt chớp chớp vài lần rồi nhìn qua căn phòng một lượt. Đây có vẻ giống phòng VIP. Sở dĩ Vi nghĩ vậy vì là phòng khá đầy đủ tiện nghi mà lại chỉ có một giường đơn. Vi đảo mắt nhìn sang bên cạnh, do bàn tay trái truyền đến cảm giác ấm ấm. Mình đang nắm chặt tay cô gục xuống giường. Vi đau nhức toàn thân nên khẽ cựa mình, khiến anh ta tròn tỉnh giấc. Anh càng siết chặt tay Vi hơn, nhìn Vi bằng ánh mắt đau buồn: "Em à, em tỉnh rồi à, anh xin lỗi em, anh biết hết rồi, con của chúng ta, anh xin lỗi em nhiều lắm." Những lời xin lỗi kia có phải đã quá muộn màng rồi không? Vì lúc này cũng không còn sức để khóc hay làm mình làm mẩy với mình nữa. Cô lạnh lùng rút tay lại, không nói không rằng, nằm xuống nhắm mắt như đang ngủ. Trước giây phút Vi kịp thấy khóe mắt anh ương ướt, nhưng cô không có chút động lòng nào hay đơn thuần là đồng cảm với anh. Bởi lẽ Vi của hiện tại chỉ như một cái xác không hồn. Không có bất cứ từ ngữ nào có thể nói lên được tâm trạng hiện giờ của Vi. Đứa con mà Vi mòn mỏi mong chờ lại vô tình đến rồi đi mà cô không hề biết tới sự hiện diện của nó. Thật đau xót quá. Cô quay mặt đi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, mặc kệ Minh hết lời năn nỉ và xin lỗi. Sau một hồi ỉ ôi mà thấy Vi không có chút phản ứng nào, mình buồn bã đi ra ngoài. Vi nghe ngóng loáng thoáng tiếng anh dặn dò Hân vào coi chừng cô, giúp anh để anh đi mua cho cô một chút thức ăn. Kế đó, Vi lại nghe có người mở cửa bước vào mà cô chắc chắn không ai khác ngoài Hân. Vi gượng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, mắt rưng rưng lên tiếng: "Bác sĩ nói khi nào thì tao được xuất viện hả?" Hân ngồi xuống cạnh bên, vuốt nhẹ lên tóc của Vi, khẽ khẽ bảo: "Bác sĩ nói ngày mai, mày cảm thấy trong người nó như thế nào?" Vi lắc đầu:
Tao muốn về ngay hôm nay. Mày cho tao ở nhà mày một thời gian được không? Tao không có muốn về nhà đó nữa. Càng không có muốn gặp kẻ bội bạc đó. Tao... Nói chưa dứt câu, Vi lại òa khóc nức nở. Hân phải ôm Vi vào lòng dỗ về mãi, Vi mới tỉnh trở lại. Thôi, nín đi. Hồi nãy tao nghe mày nói chuyện với họ thì cũng ít nhiều hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mày. Bây giờ đừng có nghĩ nữa. Lo sức khỏe là trên hết. Rồi có gì mình tính sao được không? Nhà tao luôn mở cửa chào đón mày mà. Muốn ở bao lâu cũng được. Khi nào nguôi giận thì về. Tao không có về đâu. Thôi thôi được rồi. Không về thì không về. Đừng có khóc nữa. Còn Hân nó siết chặt Vi trong lòng nó. Không ngừng dỗ lưng Vi an ủi. Dù cả thế giới quay lưng với Vi thì nó vẫn luôn là người đang rộng vòng tay đón lấy cô. Lúc nào cũng vậy. Vi cảm kích vô cùng. Nhờ vậy mà tâm trạng u uất của Vi cũng vơi đi mấy phần. Trong buổi sáng hôm đó, Vi nhất mực đòi Hân đi làm thủ tục cho cô xuất viện. Thấy Vi cương quyết quá, Hân cũng chịu theo, lăng xăng đi hỏi bác sĩ các thủ tục giấy tờ cần thiết để ra viện sớm. Sau đó, mình cũng đem thức ăn tới, nhưng Vi không mảy may đụng tới, đồng thời đuổi thẳng anh ta ra ngoài, không muốn gặp gỡ. Thấy Vi xúc động, anh ta cũng không có dám làm trái ý. Có lẽ anh hiểu rõ người phụ nữ sau khi sảy thai cũng giống như vừa mới sanh con, không có nên kích động quá mức. Mình đi rồi thì Hân cũng trở lại để chuẩn bị đưa Vi về nhà. Vi mới mượn điện thoại của nó gọi cho sếp của mình xin nghỉ. Vi thật thà trình bày vấn đề sức khỏe hiện tại và hứa sẽ cung cấp đầy đủ giấy tờ cho công ty khi ra viện. Sếp cô cũng là một người dễ tính. Anh nghe Vi báo bệnh thì cũng sốt sắng hỏi han đủ thứ. Còn kêu Vi cứ yên tâm nghỉ ngơi, anh sẽ bố trí người hỗ trợ trong thời gian đó. Không biết là vô tình hay cố ý, lúc Vi và Hân vừa mới đi xuống cầu thang thì bắt gặp con Hương nó đang dìu nhã ngang qua. Chân của Vi vô thức khựng lại, bất ngờ nhìn thấy con Hương nó ngoảnh đầu liếc xéo mình. Vi không thèm chấp, kéo Hân định đi về hướng ngược lại thì đã nghe con Hương nó nói lời khích bác. Chị Nhã, ngồi xuống đây, em nói chị nghe cái này nè. Em nghe anh Minh kể, bà Vi có thai mà sảy mất rồi. Nói không phải chứ, ông bà ta nói có sai đâu. Cây độc không trái, gái độc không con, mà đã có con lại không giữ được thì đúng là độc ác quá, cho nên không có cái phước làm mẹ đó. Nhã cũng xích xò. Chị cũng không có biết nữa. Chị chỉ thấy cổ bồng bột quá, chuyện đâu có cái gì đâu. Chị muốn giải thích mà cổ nhất định không nghe. Chỉ hy vọng qua chuyện này Vi sẽ suy nghĩ chín chắn hơn, chứ nếu không anh Minh sẽ buồn lắm. Hương tiếp tục soi mói, thêm xăng vào ngọn lửa căm hận trong lòng Vi. Thiệt chứ, anh Minh nhà em vừa đẹp trai lại phong độ, tài giỏi thì được nhiều người yêu thích cũng là lẽ thường thôi. Nhưng anh chị cũng đâu có làm cái gì quá phận, vậy mà cứ phải làm quá lên như vậy chứ. Đàn bà chanh chua, không có hiểu chuyện như vậy, không khéo có ngày mất chồng như chơi. Vi nghe đến đây thì máu nóng đã dồn lên não, mọi sự nhẫn nhịn đều đã vượt ngưỡng giới hạn. Hân thấy Vi tức giận liền đẩy đẩy vai cô nói nhỏ. Mà kệ họ đi, chúng ta mau đi thôi. Nhưng mà lúc này đây, Vi lại nghe con Nhã nó cất cái giọng cười nhạt, nghe ra là đồng tình nhận định của con Hương thì không thể nào làm ngơ được nữa. Vi nắm chặt hai bàn tay thành đấm, hít thở thật sâu rồi quay ngược lại đi thẳng tới nơi hai con khốn kia đang ngồi. Lúc này Vi không thèm dị nể ai nữa, càng xác định cái mối quan hệ với em chồng xem như chấm dứt. Vi chỉ thẳng mặt con Hương. Mày vừa mới nói ai không có phước làm mẹ, rồi mới nói ai chanh chua không có hiểu chuyện. Vi thấy Hương ngẩn người mất mấy giây, có lẽ từ trước tới bây giờ nó chưa từng thấy Vi hung dữ với nó như vậy, nên nó hơi bị sốc. Xong Vi quay sang con Nhã chửi luôn. Còn mày nữa, đi giật chồng người khác còn giả vờ giả vịt thảo mai, hả cái con khốn? Nghe Vi mắng, Nhã trừng trừng nhìn vào cô bằng ánh mắt sắc lạnh, nhưng rất nhanh sau đó liền trở về cái dáng vẻ vô can tội nghiệp. Cô ta chỉ cúi xuống khóc mà không nói lời nào. Con Hương bên cạnh thấy vậy thì tức thay cho chị Nhã của nó,
liền nhào đến hất tay Vi ra, lớn tiếng quát. Chị cũng vừa phải thôi chứ. Người ta đã nói rất rõ là hiểu lầm, mà chị cứ sừng sỏ lên để làm gì? Chị thật là nhỏ nhen. Lúc này, Vi càng điên tiết hơn, không thể kiềm chế được bản thân nữa. Cô lao vào định tát cho cái con Hương một cái để trừng trị cái thói hỗn xược. Thì Nhã đứng dậy đẩy mạnh tay Vi ra, khiến cô loạn choạng xém té. Trong giây phút này, Vi còn nhìn thấy khóe môi cô ta cong lên cùng với ánh nhìn vô cùng thỏa mãn. Nhưng chỉ được vài giây, con Nhã nó đã giờ dịch đỡ lấy Vi, giọng đầy hối lỗi. Vi ơi, chị xin lỗi, chị không có cố ý. Vi cũng không thể nín nhịn trước màn nhập vai người tốt tài tình mà để cô ta đắc ý, lao đến dùng hết sức đẩy Nhã một cái thật mạnh rồi mắng nhiếc không ngừng. Mày là cái đồ thảo mai dối trá, vì mày mà tao mới mất con, tất cả đều vì tụi mày mà tao mới mất con. Không biết là do Vi mạnh tay hay do cô ta cố tình chiêu cái trò ngã sóng sòi thảm hại ở dưới đất. Đúng lúc này, Vi nghe có tiếng người gọi tên cô từ ở đằng xa. Vi quay sang thấy Minh đang lật đật chạy tới. Anh mau chóng đỡ Nhã đứng lên, còn cô ta thì không ngừng khóc lóc, tựa đầu vào vai Minh mà rắm rứt. Minh nhìn Vi, gương mặt nhúm chút thất vọng. Vi à, anh biết em mới mất con nên đau lòng là cái chuyện tất nhiên, nhưng mà cũng đừng có giận cá chém thớt như vậy chứ. Rõ ràng, chị ta cố tình đẩy Vi té, rồi trước mặt mọi người thảo mai dối gạt để ai cũng nghĩ Vi là kẻ gây sự vô cớ. Mình là chồng Vi, lẽ ra nên hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành, vậy mà chưa chi anh ta đã lên tiếng binh vực cô ta. Lòng Vi thất vọng tràn trề, một chút nghĩa nhỏ nhoi còn sót lại đối với anh ta cũng bay biến sạch. Nước mắt cô đã ứa ra từ lúc nào. Vi lẳng lặng đến trước mặt của mình, thẳng tay tát mạnh vào mặt của anh ta trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Mình đứng hình, Nhã và Hân cũng hốt hoảng trơ ra như pho tượng. Vi thấy anh nhìn cô bằng ánh mắt đỏ que xa cách. Cô vừa định lên tiếng mắng anh ta thì con Hương cũng đứng bên cạnh đã tru tréo. Trời ơi, chị dám đánh anh Minh luôn, trời mẹ ơi. Chưa dừng lại, con Hương nó rút ngay cái điện thoại ra gọi cho mẹ chồng. Mẹ ơi, mẹ biết không, chị Vi đã không có biết bảo vệ cái thai trong bụng, rồi lại còn đi đổ lỗi cho người khác. Bây giờ chị ta còn đánh anh Minh ở đây nữa nè mẹ. Vi đến nước này thì không còn gì để mất, không còn gì để sợ. Đến đứa con là tài sản duy nhất của Vi, cô cũng không còn. Cô cười khẩy, nhấc chân mấy bước trước mặt hai anh em của Minh, đẩy thật mạnh con Nhã. Cô ta không chút đề phòng, chắc vẫn đang nghĩ cô không có dám làm như vậy. Nhã té vật xuống đất, cô ta trợn trừng mắt, còn Vi giọng vẫn đều đều. Đây mới là tôi đẩy đó. Vi nói xong thì quay người bỏ đi, không có bận tâm họ sẽ làm gì nữa. Cô bước đi mà trái tim như bị bóp nghẹn, chán nản, tuyệt vọng, có chút hận thù. Hân nó cứ sợ Vi làm liều nên phải đi kè kè bên cạnh. Nó không có dám mở lời trước. Hai người cứ đi bộ không ai nói với ai câu nào. Mãi một lúc lâu sau, Hân mới nhẹ nhàng lên tiếng trước. Thôi mày à, tụi đàn ông nó bạc như dôi. Mình coi như nhận ra cái bản mặt nó sớm hơn, giải thoát sớm bớt đau khổ. Đời còn dài, trai còn nhiều, không có tội chó gì vì một cái thằng sở khanh mà buồn đau hết. Không thích về đó thì qua nhà tao để coi hai đứa nó vui vẻ được bao lâu. Ông trời có mát hết đó, ổng công bằng lắm. Lấy của mình cái gì thì ông sẽ cho mình cái đó, cái thứ khác nó đẹp đẽ hơn. Mày vui vẻ lên đi, tao cho mày buồn hết ngày hôm nay thôi đó. Vi gượng cười nắm chặt lấy bàn tay của Hân. Thực sự nếu không có nó, Vi không biết phải làm sao hết. Mỗi khi Vi khó khăn hay muốn tâm sự, chỉ có nó luôn xuất hiện. Nó giống như người thân ruột thịt, luôn giúp đỡ cô hết lòng. Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, hai người thuê taxi về nhà Hân. Nó sống ở căn hộ chung cư tọa lạc ngay trung tâm thành phố. Nhà con Hân có điều kiện, ba mẹ đều là doanh nhân. Hồi trước họ bắt nó theo nghiệp gia đình, nhưng con bé nặng nặc không chịu, muốn tự thân vận động. Nghe nó kể lần đó cãi nhau lớn lắm, ba mẹ dọa mặt, nhưng nó vẫn quyết tâm theo đuổi sự lựa chọn của mình. Cuối cùng
Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Ông bà thương con gái nơi đất khách quê người cực khổ nên tậu luôn cho nó một căn hộ này. Ngày đầu mới chơi với Vi, nó giấu nhẹm mấy cái chuyện đó. Thậm chí không kể về gia đình nó, mà chỉ nói ba mẹ làm buôn bán bình thường. Nó không muốn Vi mặc cảm khi đứng chung với nó. Sau này, khi vô tình nghe được các đồng nghiệp nói, Vi mới dở lẽ. Vi gặng hỏi, thì nó cười te tét rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. Cô thấy mừng cho nó vì được sinh ra trong gia đình có điều kiện, ba mẹ đủ đầy. Vi à, ngồi vào đây đi, tao pha ly nước cam uống cho nó tỉnh táo. Mẹ tao mới gửi xe lên cho cả mấy chục ký với đồ ăn nè, tao với mày ăn cả tháng không có hết đâu. Nó không để Vi đáp lại, đã nhanh nhanh chóng chóng đi pha nước cam. Chỉ một loáng đã mang cho Vi cả một ly đầy. Nó thúc giục. Uống đi, cam này ngọt liệm không có chua đâu, nên không có sợ giả thuốc. Hồi nãy tao hỏi bác sĩ rồi, uống được. À mà nè, tao nói nghe, mẹ tao nói một lần xa bằng ba lần đẻ. Mày kiêng cử nhiều vô nghe, đừng có động vào nước lạnh. Có gì mở nước ấm lên mà rửa. Chịu khó ban đêm mặc quần áo dài tay, đi dớ vô đó nghe. Mình kiêng cử được thì sau này nó khỏe mày à. Tao nấu ăn sẵn cho vào tủ lạnh. Ban ngày tao đi làm, mày ở nhà hâm lên mà ăn. Trưa tao về tao ăn với mày. Vì thấy có lỗi chứ nó quá, lần nào cũng toàn là làm gánh nặng cho nó. Vì uể oải uống một hơi cho hết ly nước cam, hít thật sâu, lấy hết can đảm lý nhí. Cảm ơn mày, cảm ơn đã luôn ở cạnh tao, cảm ơn vì luôn nghe tao tâm sự, tao cảm ơn mày vì mọi thứ. Mắt cô rơm rớm, sống mũi cay xè như sắp khóc. Hân ôm lấy Vi dỗ nhẹ vào lưng cô. Cái con này thiệt tình, ơn huệ cái gì ở đây. Thôi ngồi đây coi tao nấu ăn nghe. Hôm nay tao làm món thịt kho nghệ, xương hầm khoai, toàn là món mày thích thôi đó. Hân xuống bếp xắn tay áo nấu nướng. Vi vẫn thích thưởng thức đồ ăn của Hân nấu. Con bé nó nấu món nào cũng ngon, hợp khẩu vị. Chừng khoảng gần một tiếng sau, nó bưng lên bàn sắp đầy đồ ăn. Món nào món nấy đang nóng hổi, thơm nức mũi, nó hất hàm nhìn cô. Ăn đi, ngon lắm mày à. Hai người cố gắng ăn cho xong. Suốt bữa ăn, Hân cố gắng kể những câu chuyện hài hước cho Vi vui vẻ. Vi cũng cố tỏ ra mình ổn cho nó an lòng. Khi đã ăn xong, Hân thúc giục Vi uống thuốc rồi đi ngủ. Nó không làm việc tiếp, leo lên giường ôm chặt lấy Vi thủ thỉ. Mày ở đây với tao, tụi mình sướng khổ có nhau. Mình cùng nhau cố gắng ngẩng cao đầu mà sống, đau khổ buồn bã cho ai coi chứ. Đêm nay hai người tâm sự với nhau rất nhiều. Có những nỗi niềm giấu kín Vi đều kể ra hết. Hân chăm chú nghe những cái chuyện Vi nói. Dường như nó xót xa thay cho Vi. Nó siết chặt lấy Vi, nén tiếng thở dài. Hai người nói chuyện tới khuya, khi Hân nhắc Vi đi ngủ thì mới dừng lại. Trong Vi nỗi đau vẫn còn đang âm ỉ, nhưng chí ít đêm nay cô không có cô đơn, Vi không có một mình. Trong giấc ngủ chập chờn, Vi thấy mình đang ở trong một căn phòng lớn không hề có bóng dáng ai. Cô nghe tiếng trẻ con khóc, thấy rất nhiều máu. Cô cố gắng kêu thật lớn nhưng cứ nghẹn ứ ở cổ. Vi giãy giụa thật mạnh, bật dậy, mồ hôi toát ra như tắm. Cô thở hồng hộc. Hân vừa ôm chặt lấy cô, nó lo lắng. Mày mơ thấy ác mộng hả? Thôi đừng có nghĩ nữa, không có sao đâu, ngủ đi, tao nằm ngay bên cạnh rồi. Bây giờ trời vẫn chưa có sáng, tranh thủ ngủ tiếp đi. Buổi chiều hôm sau, khi Vi vừa mới về phòng nghỉ ngơi, mình đã gọi điện. Em chơi với bạn cái kiểu gì vậy? Cô ta sang nhà mắng chửi thậm tệ mẹ với em Hương cái kìa. Có câu chọn bạn mà chơi, đừng có thân thiết với cái hạng người chợ búa đó. Vì bây giờ hết kiên nhẫn chịu đựng nữa rồi. Sẵn ở trong lòng vẫn còn nỗi đau không thể xóa mờ. Anh ta đã đụng chạm vào người cô thương yêu quý mến, thì cô cũng không có ngại ngần mà đáp trả. Trong lúc tôi đau đớn nhất thì anh ở đâu? Trong lúc tôi nói ra sự thật thì anh có tin không? Chỉ có một mình con Hân nó tin tôi, ở bên cạnh tôi.
Vậy mà bây giờ anh nói tôi đừng có chơi với nó, mang tiếng có chồng mà cũng như không, mang tiếng có nhà mà cảm giác muốn về không có. Anh còn dám kêu tôi phải nghe anh nữa sao? Dẹp hết đi. Dẹp cái gì? Bây giờ em muốn sao hả? Ly hôn. Tôi muốn ly hôn, anh nghe rõ chưa? Ngày mai tôi sẽ gửi đơn qua, chúng ta không còn gì để nói. Xong cái câu đó, Vi tắt điện thoại, lấy lá đơn đang viết dở ra tiếp tục cho hoàn tất. Ngày sáng hôm sau, Vi canh giờ bút Grab, đem lá đơn ly hôn đã ký sẵn tên qua nhà của mình, coi như thẳng thắn tuyên bố quyết định của mình với mẹ và em gái anh ta luôn một thể. Trở về nhà, trong thời gian chờ phản ứng của mình, Vi thúc giục Hân đi làm. Qua một lúc sau, Vi nhận được cuộc gọi từ Minh, giọng anh ta nghe ra thực sự bực tức. Em tưởng hôn nhân là chuyện đùa hả? Em muốn cưới thì cưới, muốn bỏ thì bỏ. Anh đã làm gì? Em nói đi. Anh đúng là có phần ham chơi đó, nhưng anh luôn biết điểm dừng. Chuyện lần này là hiểu lầm, sao em không có bình tâm ngồi lại nghe anh giải thích chứ? Mất con em đau đớn, và em nghĩ anh không có khổ sở đau lòng hay sao? Nhưng tôi quá mệt mỏi rồi, chỉ cần nhìn thấy cái mặt anh là tôi không có ngừng hồi tưởng lại lúc đó con tôi vì sao mà không còn. Chỉ cần nhìn thấy ả nhân tình của anh lượn lờ là tôi tức không có thở nổi. Chia tay đi, tôi giải thoát cho anh đó. Không có nhân tình nào cả, em nghe rõ chưa? Anh... Lời Minh vừa dứt, Vi nghe cái chất giọng the thé của mẹ chồng gào lên. Nhân tình thì làm sao? Mày về làm dâu không tròn bổn phận, tao thèm cái cháu ẩm mày đã cho tao được chưa? Mày nhìn kỹ cái bản thân của mày đi, có thai mà không biết giữ, là mày cây độc không có trái, còn Hương nó nói không có sai. Vết đau trong Vi còn chưa lành mà bà ta còn tàn nhẫn dùng dao cứa vô. Cô khó chịu, ngực như muốn tức thở. Trong điện thoại tiếng Minh nói to hơn. Kìa mẹ, sao mẹ lại nói như vậy? Mẹ im ngay, nó quý quá cái gì mà mày binh vực. Nhà này có mình mày là kế thừa hương quả, mày lo mà tính cách đền cháu trai khác cho mẹ, không thì mẹ từ mày đó. Vì không đủ kiên nhẫn nghe mẹ con họ đôi co, buông điện thoại nằm vật ra đất, nước mắt từ đâu cứ trào ra mãi miết. Vì cũng không muốn lau đi nữa, cứ nghĩ như vậy thì đã xong. Khi Vì vừa chợp mắt được một chút, con Hương nó lại gọi tới. Tôi nói cho chị biết nghe không, nếu còn chút tự trọng thì đừng có nói suông. Kêu ly hôn thì phải làm đó nghe, chứ đừng có cái kiểu hùng hùng hổ hổ để làm màu, làm giá với anh tôi. Có mình anh tôi mắc lừa thôi, chứ mẹ và tôi thì không bao giờ đâu, biết chưa? Hương, ta đã chắc chắn với quyết định cuối cùng, nhờ mày. Ta biết bây giờ phải làm gì tiếp theo, chờ đi, cũng sắp rồi đó. Con Hương giọng giễu cợt. Tốt lắm, lẹ lẹ đi, cho tôi có chị dâu mới, sang xịn, mịn hơn chị gấp 10 lần. Vậy sao? Ta sẽ chóng mắt lên mà coi. Tắt cuộc gọi của con Hương, Vi cho mình thời gian tĩnh tâm để suy nghĩ thật kỹ về tất cả. Khi cảm thấy đã chắc chắn hoàn toàn về quyết định lúc này, Vi đi vào dọn dẹp nhà cửa, soạn đồ dơ bẩn đem đi giặt máy, phơi phóng cho con Hương. Tầm 4 giờ chiều, Vi vào nấu cơm, nhìn quanh mọi thứ đã tươm tất rồi, Vi mới viết giấy để gắn ở tủ lạnh. Nơi dễ thấy nhất, ta muốn nói chuyện rõ ràng hơn với Minh trước khi có bất cứ quyết định gì. Cơm tao nấu rồi, mày ăn đi không cần chờ tao đâu. Nếu cần, tao lại qua mày ăn dạ nữa nha. Sau đó, Vi rời khỏi nhà, cố tình ngồi ở quán nước nhâm nhi tách cà phê sữa nóng, chờ đến giờ tan làm của Minh. Nhìn thời điểm thích hợp, Vi đón xe ôm quay về căn nhà đó, bấm chuông, đợi trong giây lát, con Hương nó chạy ra mở cửa. Thấy người tới là Vi, nó mất hứng lạnh lùng. Về lấy mấy cái đồ nồi chẻ của chị phải không? Tốt thôi, gom nhanh nhanh một chút rồi đi đi, cho nó khuất mắt. Vì cũng không thèm mở miệng một lời, phớt lờ hết thảy lời lẽ sức láo của nó với mình. Đi vào nhà bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì. Thưa mẹ, con mới về. Lúc này, mẹ chồng cô đang trò chuyện cực kỳ vui vẻ với Nhã. Nghe tiếng Vi, hai cặp mắt liền bắn về phía này. Vi kịp nhìn thấy trong sóng mắt cái thứ trà xanh kia lướt qua tia mất hứng rồi lại xuề xòa cười. Em Vi, về rồi sao? Vậy là em đã nghĩ thông, không có hiểu lầm anh chị nữa, em ha. Mẹ chồng cô ra vẻ không dự ý chỉnh lời. Hiểu cái gì kệ nó, cái thứ không có biết điều, con không có cần bận tâm đâu. Nói xong, bà quay sang gay gắt với Vi. Con kia, mày mò về làm gì?
Không phải hồi sáng mày mạnh miệng ly dị lắm mà. Mình lúc bấy giờ từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy là Vi, bước chân của anh ta càng nhanh hơn, nét mặt như có chút vui mừng lên tiếng. Em về rồi hả? Hương chen vô. Chị ta về gom quần áo, anh tránh ra đi, đừng có cản trở. Vi lúc này mới bắt đầu lên tiếng. Ai nói với em vậy? Nơi này là nhà của chị, ở đây có chồng chị gom đồ đi đâu được hả em? Dừng lại một chút, Vi cố tình hỏi Minh để anh xác nhận. Có phải vậy không, ông xã? Mình thấy thái độ của Vi có phần khác lạ. Hồi sáng lạnh lùng xa cách, buổi chiều ngọt ngào gần gũi. Chắc nghĩ Vi thần trí bất ổn, bước đến gần đặt tay lên trán Vi. Em có ổn không? Thấy mệt thì nói với anh nghe. Thực ra Vi rất muốn hất mạnh tay anh ta ra khỏi người mình. Nhưng trước mặt mấy cái cặp mắt đang lăm le muốn tống cổ Vi ra khỏi nhà, bàn tay cô liền hành động ngược lại, nắm chặt tay Minh hơn, ra vẻ mỏi mệt cần được chăm sóc. Đúng là em đang mệt, em vẫn còn chưa có được ăn uống gì đây nè. Vậy sao được, cả nhà cũng chưa có ăn, em vào ăn luôn đi. Mẹ chồng cô nhướng mắt quát. Thằng Minh, mày coi lời mẹ như gió thoảng qua tai hả? Nó đưa đơn rồi thì ký, có chồng tốt không có trân trọng, có tiếc cũng trễ rồi. Minh nói đỡ. Mẹ, Vi vừa mới trải qua cú sốc lớn nên cư xử có phần không có phải. Bây giờ cô ấy bình tâm rồi, chuyện không vui mình quên hết đi nha mẹ. Quên hả? Nó chửi mày, mắng mẹ, hiếp đáp em mày. Nó thích đi thì đi, muốn về thì về. Nó xin lỗi mẹ tiếng nào chưa mà bây giờ muốn mẹ tha cho nó. Tóm lại, bà dâu như nó, mẹ không có cái phúc hưởng. Con Hương nó đồng tình. Mẹ nói đúng đó, chị ta coi mọi người như là trò hề, muốn làm cái gì thì làm. Hôm nay anh mà bỏ qua, sau này chị ta được đằng chân lên đằng đầu đó, em với mẹ chịu sao nổi. Em im đi, chuyện của người lớn ai cho em xen vô. Lúc bấy giờ Nhã mới lên tiếng khuyên ngăn. Anh Minh đừng có nóng, Hương nó còn nhỏ dại nên có hơi quá lời, từ từ bảo ban em nó cũng được mà anh. Nói xong, Nhã nhẹ nhàng nói với Hương. Anh em ở trong nhà, đừng có gì mấy cái chuyện linh tinh mà xích mích với nhau. Chuyện của vợ chồng anh Minh, em cứ để ảnh và bác gái giải quyết đi. Chỉ có chị Nhã là thương em thôi à, em thích chị Nhã nhất đó. Vì không có rảnh hơi nhìn mấy cái màn thân thiết em chị của hai con người trước mặt. Xoay đầu nhìn mẹ chồng, lòng kính trọng đối với bà ấy đã hao mòn, nhưng vẫn phải như là hối lỗi. Con bỏ nhà đi, không có xin phép mẹ là lỗi của con. Lần sau con sẽ không có làm như vậy nữa. Mẹ hãy bỏ qua cho con lần này. Hương phát cáu chỉ thẳng mặt con Vi. Chị ta giả tạo đó mẹ à. Sáng nay chị ta còn chửi con thậm tệ, khăng khăng không có về đây nữa. Bây giờ thái độ xoay chuyển 180 độ, nhất định muốn chủ dỗ lôi kéo anh Minh. Bóp một cái, một bạt tay giáng thẳng lên mặt con Hương, Minh gầm lên. Tao nói im mà mày vẫn còn hỗn với chị dâu là sao? Chị ta không có phải là chị dâu của tôi. Tôi ghét chị. Ngay khi Nhã chuẩn bị nói lời binh vực, Vi đã lên tiếng trước. Anh bớt nóng đi, kệ em ấy. Hương nhìn Vi như kẻ thù. Không cần chị nói giúp cho tôi đâu. Dứt lời, Hương bưng mặt chạy lên phòng. Nhã nhìn Minh mà nói. Để em đi khuyên Hương. Chắc biết Vi vẫn còn ghen với Nhã, nên trước mặt Vi, mình bớt nói chuyện với cô ta hơn. Rồi anh mặc kệ hai người kia, quay sang mẹ, anh nói. Vợ con đã xin lỗi rồi, không có việc gì nữa thì mình ăn cơm trước đi, chừa phần cho con Hương đi mẹ. Không có ăn nữa, ăn cục tức no ngang rồi. Bà ta nguýt một cái thật dài, rồi cũng đi lên lầu, chắc là lên dỗ dành con Hương. Mình lo Phi bị mệt, liền dìu Vi vào bàn ăn có bày biện sẵn nhiều cái món ngon trên đó. Anh liên tục gắp cho Vi giọng dịu dàng. Sáng nay thấy em giận, anh còn tính hẹn em nói chuyện cho rõ một lần. Thật may cuối cùng em cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Chuyện qua rồi, đừng có nhắc lại nữa. Ăn xong em cứ nghỉ ngơi, chén đũa để đó anh rửa cho. Vi thấy đã quá sức vì phải giả vờ nên im lặng ăn tiếp. Mình cho là Vi còn mệt mỏi, đau lòng nên càng chăm sóc cô hơn. Lúc này Nhã từ trên phòng đi xuống. Cô ta chính là nguyên nhân của tất cả.
vì cô ta mà Vi vô duyên với con của mình. Ý nghĩ đó khiến cho Vi không có chịu nổi, liền muốn giẫm đạp lên cô ta ngay. Vậy là Vi nhìn Minh nũng nịu. Anh ơi, bụng em nó chướng, anh làm cho em miếng nước gừng mật ong được không? Minh sốt sắng đi làm, Nhã cười cười đề nghị. Anh để em làm cho, đàn ông con trai làm mấy cái đó không có khéo. Thôi được rồi, anh làm được mà. Nhưng Nhã vẫn không chịu, vì liếc thấy sự tinh quái lóe lên trong mắt cô ta, lòng thầm nghĩ không biết cô ta muốn giở trò gì nữa, bèn cho cô ta cơ hội tung chiêu. Qua 10 phút giã gừng, thêm mật ong, khuấy cùng với nước nóng, Nhã cẩn thận bưng ra tận tay cho Vi, còn ân cần dặn: em thổi nguội rồi từ từ mới uống nha. Cảm ơn. Đãi bôi xong, Vi bưng cái tách kề sát miệng thổi nguội, chuẩn bị hớp một ngụm. Trong ánh mắt chờ mong của Nhã, Vi đột nhiên đứng dậy muốn đi vệ sinh. Lúc Vi quay lại, cô nghe loáng thoáng con Nhã nó chu đáo dặn mình: gừng mật ong cực kỳ tốt, uống vào dễ tiêu ấm bụng, một lát anh phải kêu Vi nó uống hết tách đó nha. Được rồi, cảm ơn em. Vi ở đằng sau nén cơn ức chế với hai kẻ khốn trước mặt, ngồi xuống cầm cái tách đưa đến gần mũi, qua một lát mới nói: không hiểu sao hôm nay người có mùi gừng này em mắc ói ghê đó anh à. Em thấy trong người thế nào? Không có gì đâu anh, nhưng mà ly nước này bỏ đi thì thiệt là đáng tiếc, hay là cô Nhã uống đi, đừng có bỏ phí. Câu nói của Vi khiến mặt của Nhã hơi tái, xua tay từ chối. Không có được đâu, chỉ làm cho em phải ráng uống, nước gừng tốt, em thừa biết mà. Tôi không có uống nổi, nhưng vì nước này tốt nên tôi mới kêu cô uống. Công sức cô làm, đừng có bỏ phí. Không. Tại sao? Không lẽ trong này có cái gì? Sợ bị Vi nói trúng tim đen, Nhã bất đắc dĩ bưng tách lên, bị Vi thúc giục. Cô uống lẹ lên đi, nguội là không có tốt lắm đâu đó. Vì có Vi khơi gợi, Minh nhìn chằm chằm vào Nhã, cô ta đành phải nhấp một ngụm rồi đặt lên bàn đi nhanh vào nhà vệ sinh. Vi thừa hiểu cô ta vào đó để ói ra. Vi dám chắc ly nước gừng này có pha cái thứ gì đó vì muốn chơi xấu Vi đây mà. Nhưng cuối cùng lại bị gậy ông đập lưng ông. Đáng kiếp lắm, muốn đấu với tao sao? Từ bây giờ tôi sẵn sàng nghênh chiến với cô đó. Bởi vì Vi nghiệm ra nếu cứ nhịn nhục hoài, người chịu thiệt thòi mãi là mình. Hơn nữa, Vi muốn đòi lại công bằng cho đứa trẻ bạc phước. Chừng mấy phút sau, Nhã ra ngoài với lớp trang điểm nhợt nhạt hơn hồi nãy. Rõ ràng là do rửa mặt lại. Cô ta nhìn Vi với ánh mắt căm ghét, nhưng chỉ cần Minh nhìn sang, cô ta liền giấu đi hết thảy, lại vui vẻ cười nói: em có việc phải về, khi khác em lại sang đây chơi nha anh Minh. Minh không đáp, Vi liền lên tiếng thay: cô Nhã thân với mẹ, với em Hương vậy, bất cứ khi nào cũng có thể đến đây chơi, chúng tôi luôn hoan nghênh cô. Thiệt sao? Em không nghĩ ngợi gì cái chuyện chị với anh Minh nữa hả? Ngữ điệu này rõ ràng là đang thách thức, Vi cười nhẹ, lời lẽ sâu cay. Có hay không ở trong lòng mỗi người tự biết. Tôi tin anh Minh là người sáng suốt, đương nhiên biết phân biệt cái gì đáng giá, cái gì rẻ tiền mà cư xử chừng mực. Vi nhìn Minh hỏi xoáy: phải vậy không anh? Tất nhiên rồi, vợ chính là nhà, chỉ có kẻ điên mới không có cần nhà thôi. Một câu nói này, Vi để ý bàn tay của Nhã co chặt thành nắm đấm, kìm nén cơn tức giận đang dâng đầy. Gương mặt của cô ta không có thoải mái, khiến Vi thấy lòng mình dễ chịu hơn một chút. Có lẽ ê mặt với cái câu nói vừa rồi, Nhã rời đi để lại hai tiếng cọc lóc: em về. Sau đó, để Vi không nghĩ ngợi lung tung, mình nói như xin phép: anh ra đóng cửa. Vi không đáp, đi thẳng lên lầu, ôm cái mền, trải chiếu xuống dưới đất ngủ. Lúc mình vào phòng nhìn thấy, vội vàng chạy tới hỏi: có giường sao em không ngủ? Vi lười biếng mở mắt trả lời: em nóng, nằm đây cho mát. Không được, em chưa có khỏe, như vậy rất có hại, lên giường đi, nghe anh. Vi mặc kệ, bên tai vẫn vang cái giọng của anh ta.
có phải là em vẫn còn giận anh không? Không có, em rất mệt, em muốn ngủ, anh đừng có làm ồn. Tưởng vậy là xong, Vi duy trì trạng thái im lặng để nhanh chìm vào giấc ngủ cho không phải nghĩ ngợi vẩn vơ. Không ngờ qua giây lát, cô lại cảm nhận cánh tay ấm nóng luồn qua cổ, ẩm thốc cô lên giường, giọng anh thủ thỉ. Anh chắc chắn là em còn giận, nhưng về nhà là tốt rồi. Hôm nay em ngủ trên giường, sàn nhà để cho anh. Tối đó, mình giữ lời hứa không có lên giường nằm cạnh Vi. Còn cô, dù thấy thái độ ăn năn kia, nhưng lòng vẫn chưa dừng cơn bão, phẫn nộ. Không biết qua bao lâu, khi Vi mơ màng giữa tiếng khóc đáng thương của đứa trẻ không nhìn rõ mặt, tiếng gào của mẹ chồng bỗng đánh thức cô. Trời đất ơi, ngó xuống mà coi nè, bà dâu về đầy đỏ con có tôi đây nè, mình ơi là Minh. Có chuyện gì vậy mẹ? Còn chuyện gì nữa, mày ngu vừa vừa thôi, có phải nó đuổi mày xuống đất không? Không, không phải như vậy, không phải như mẹ nghĩ đâu. Chứ còn sao, con Vi, mày nói coi. Vi bình tĩnh đáp. Lời con trai của mẹ nói đáng tin hơn là con, đúng không mẹ? Mày... Con biết mẹ không có ưng mắt con, vậy nên từ bây giờ, có chuyện gì mẹ cứ hỏi anh Minh là được rồi, vì con có nói mẹ cũng chưa chắc đã tin đâu. Dạ, con hơi mệt, mẹ cho con nghỉ ngơi tiếp nghe. Minh binh giật Vi. Đúng rồi đó mẹ à, Vi chưa có khỏe hẳn đâu, cổ rất cần nghỉ ngơi, mà mẹ dậy chi giờ này sớm vậy? Giờ này mà sớm nữa, 5 giờ rồi đó, thở đời nhà ai, có con dâu mà ngủ trương phình ra để mẹ chồng làm hết hay không? Lại nữa rồi, thôi mẹ không có làm để con làm. Đàn ông đàn an làm cái chuyện đàn bà nó nhục lắm mày à. Mình sợ mẹ còn làm ồn phiền giấc ngủ của Vi nên mới khuyên bà ra ngoài, mà giọng bà vẫn cứ ra trả cho tới khi cánh cửa phòng Vi đóng lại. Mình giải thích. Mẹ lớn tuổi đâm ra khó tính, em đừng có giận mẹ nghe. Ừ. Vài ngày nữa mẹ sẽ lại thương em như trước thôi. Vì rất muốn cười to, bà ta thương cô sao? Thương cái xương không còn. Nhưng mà Vi không có hơi sức đâu mà cãi, rồi cũng không cần Vi chứng minh. Lúc cô xuống nhà ăn sáng, mẹ chồng cô cố tình rút cái điện thoại ra khiêu khích. Nhã à, hôm nay có rảnh không con? Bà ta dặn cái loa ngoài. Vi nghe cô ta ổn ẻn. Dạ bác, chỉ cần là bác gọi thì con lúc nào cũng rảnh. Vậy qua ăn cơm với bác nghe, hôm qua đang vui, tự nhiên âm binh nó phá đám mà. Thôi đừng có giận, mệt người, một lát con qua đưa bác với em Hương đi mua vài món nữ trang nghe. Khoa học chứng minh, mua sắm giúp giải tỏa căng thẳng hiệu quả lắm đó bác à. Thiệt sao? Dạ. Nhã à, sao trên trời này lại có người hoàn hảo như con vậy, vừa đẹp người vừa đẹp nết, không bù cho cái thứ nào đó, nó càng nhìn càng muốn phát mửa, phát ói à. Vì biết bà ta muốn xỏ xiên khiến cô không có chịu nổi mà bỏ cuộc. Nhưng thật sự bà ta đã lầm. Từ sau việc đau thương kia, lòng Vi bây giờ đã chết. Vì còn về lại căn nhà này chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó là khiến cho những kẻ làm hại con của cô phải nhận lãnh cái hậu quả đích đáng mà họ đã gây ra. Cho nên đối diện với nụ cười khinh thường, thái độ lườm nguýt của bà ta, Vi cứ bình thản ăn phần gà ác tìm mình mua cho Vi trước khi anh ta đi làm. Lúc Vi vừa mới ăn xong thì Nhã tới, là mẹ chồng cô ra mở cửa. Trên tay của cô Nhã là cái túi giấy rất cao cấp, cố tình trước mặt mẹ Minh ra vẻ sang chảnh với Vi. Hôm qua bác có ngủ ngon không? Sao mà ngon được con, cái đồ yêu đồ ma nó cứ lượn lờ trong đầu, nhắm mắt lại là tức sôi gan tím ruột luôn hả? Dạ, con cũng đoán như vậy, nên con cố tình mua súp Vi cá thượng phẩm qua cho bác nè, có cả phần của em Hương nữa đó bác. Rồi làm như nhớ ra bản thân vô ý, Nhã gượng cười. Trời ơi, xin lỗi em nha Vi, chị quên mua phần của em mất rồi, lại mấy bữa trước em bỏ đi nên chị quen rồi đó. Mẹ Minh chen lời. Kệ nó đi, con đừng có quan tâm, cái thứ sống không có biết điệu thì cũng không có cần đối đãi tốt làm gì. Ôi trời ơi, Vi cá này chắc chắn là mắc tiền lắm ha, sao con khách sáo dữ vậy Nhã? Con Hương lúc bấy giờ ở trên lầu đi xuống, nghe là Vi cá cao cấp, mặt mày nó sáng rỡ phóng tới.
Chị Nhã mua vi cá luôn hả? Loại này con biết nè, xoàn xoàn là 400 ngàn một thố, mắc lắm là 1 triệu mấy, 2 triệu lần đó mẹ à. Mẹ Minh quay sang Nhã giọng mắng yêu. Trời ơi, sao lại phí phạm dữ vậy con? Có nhiều đâu bác, gần 3 triệu thôi mà, đổi lại bồi bổ cho bác và Hương, như vậy còn hơi chán đó. Hai người giống như là người thân của con, mấy cái vụt vặt này tính toán mận chi. Hương được thể khen. Mẹ thấy chưa, phải như vậy mới là người cùng một nhà chứ, có đâu mà làm giọng bà tướng, ai hậu cho nổi. Vì không thèm đáp trả làm gì, cầm cái chén vào bồn rửa, liếc nhìn ba người kia nói cười cười. Vì thả luôn cái chén xuống đất một cái xoảng. Trong bồn vẫn còn hai cái dĩa, một cái chén nhỏ. Vì tiện tay cầm lên thả xuống đất loảng xoảng lần nữa. Đến khi mẹ chồng chạy vô, Vì cố tình nặn ra cái gương mặt hối lỗi. Con lỡ tay, con xin lỗi mẹ. Mẹ mình nhìn cái thứ dưới đất đều là chén dĩa cao cấp mà Nhã vừa mới tặng mấy hôm trước. Bà điên tiết gào lớn. Con kia, mày dụng thối dụng nát vậy hả? Mày có biết mấy cái này rất đắt tiền không? Cả tháng lương của mày cũng không có đủ mua đâu đó. Đồ con quỷ. Mẹ, con đâu có biết mà. Con vốn muốn tự rửa, nhưng bỗng dưng bị choáng. Mẹ đừng có giận con nữa nghe mẹ. Tao thấy mày rõ ràng là cố ý đó. Không phải đâu. Xin mẹ tin con. Nếu mẹ vẫn giận con như vậy, thôi thì để con kêu anh Minh về năn nỉ giùm con. Minh là bác sĩ, đâu có thể muốn đi là đi, muốn về là về. Hơn nữa, đây cũng chỉ là cái chuyện nhà cửa của đàn bà. Có vậy thôi cũng làm phiền. Chắc chắn ảnh hưởng sự nghiệp sau này của anh ta. Vì dịnh vào cái lý do đó để mẹ anh không có thể chèn ép cô được nữa. Quả nhiên, bà ta có tức mà không có làm gì được. Chửi thêm Vì vài câu rồi dùng dằn bỏ ra ngoài. Còn cô không cần phải rửa chén nữa. Cô lấy cây chổi với cái đồ hốt rác dọn sạch cái đống bể vụn kia. Con quỷ cái kia, nó đập bể hết mấy cái bộ gốm sứ Minh Long mấy hôm trước con tặng rồi đó. Trời ơi, tức chết đi được đó. Tiếng của con Hương xúi dục. Rồi mẹ để yên vậy hả? Sao mẹ không xử chị ta đi? Nó đòi kêu anh con về. Con mất dạy, bộ nó không biết công việc của chồng nó quan trọng vậy sao? Nhã được dịp càng bơm kích điểu. Con thấy thương bác quá à. Vì có người mẹ chồng tốt như bác mà không biết quý trọng. Nếu là con thì... Mà thôi, bác đừng có tức giận hại sức khỏe. Đồ đó bể thì thôi, mai con lại đem cái bộ mới đẹp hơn. Còn bây giờ bác cứ ăn xong đi, rồi chúng ta đi chọn nữ trang hợp nhãn một chút. Con Hương nó reo lên. Trời ơi, chị Nhã số 1 nghe. Cái thứ sao chổi kìa, tuổi gì mà so với chị chứ. Một câu này của con Hương càng kích thích Vi hơn. Cô suy nghĩ một chút rồi bước ra bên ngoài, cố tình bấm số của Hân nói lớn. Ừ, tao ổn mà, mày đừng có lo. Buồn chán thì tao tìm phim gì đó coi. Mà mày biết bộ nào hay không, gợi ý cho tao với. Cái tên Bố Đường Con Nuôi có Quang Minh đóng á hả? Nghe thôi là đã thấy hấp dẫn rồi đó nha. Để tao rủ mẹ chồng tao đi coi chung cho biết. Phía bên kia con Hân nó ngơ ngác. Mày nói cái gì vậy? Vì Bố Đường gì? Ừ, mày bận thì nói sau nha. Tao háo hức xem với mẹ chồng của tao lắm cái bộ Bố Đường đó lắm đó. Khi vừa nhìn Hương vừa nhấn mạnh hai từ Bố Đường khiến con nhỏ đó mặt mày xanh mét. Cử chỉ của nó rụt rè nhìn thấy, không còn dám nhìn Vi bằng cái bộ dáng hung dữ nữa. Nhưng Vi cũng chưa dừng lại ở đó. Cố tình mở tivi tìm cái bộ phim online mà Vi vừa mới nhắc tới. Sau đó cô nhìn mẹ chồng ngọt giọng. Bây giờ còn chưa có đi, mẹ ngồi xuống đây coi chung với con đi mẹ. Con Hương nó hốt hoảng, thực sự đứng bật dậy, chạy tới kéo tay bà. Mẹ ơi, mình đi nhanh đi, chúng ta đi sớm về sớm, nỡ đâu lát nữa chị Nhã bận việc thì sao? Nhã dịu dàng cười nói. Cả ngày hôm nay chị đều rảnh, bác với em muốn đi lúc nào cũng được mà. Dạ, vậy thì đi bây giờ luôn đi, lát nữa nắng nôi mệt mỏi. Nhã vẫn còn muốn hạ bệ Vi và ghi điểm trước mặt mình, nói thêm. Đã tốn công đi rồi, mua nữ trang xong con lựa thêm cho bác mấy bộ đồ đẹp đẹp nghe bác. Như vậy vừa tốn tiền vừa tốn thời gian nữa con à. Không sao đâu, bác cũng giống như mẹ của con mà, có ai tiếc công tiếc của với mẹ mình không?
con Hương nóng ruột, thúc giục hai người đang một sướng một họa. Vậy mình đi ngay bây giờ đi. Vậy là mẹ chồng cô với con Hương nhanh chóng đi thay đồ. Nhã ngồi đợi, cũng không quên mỉa mai cô mấy câu. Để một lát tiện thể chị mua cho em vài bộ, chứ bác mà sang lên mà em không có ra cái gì người ta coi lại cười cho. Vì ngó thấy mấy cái tách trà vẫn còn nghi ngút khói ở trên bàn, bâng quơ đáp. Ở đây cái mùi trà xanh hôi quá, tôi nghe mà nhức hết cả đầu à. Thôi, tôi lên phòng nghỉ vậy. Nhưng Vì không có thèm quan tâm, cứ vậy bước thẳng, xem cô ta giống như không khí. Đỉnh cao của sự khinh bỉ là im lặng. Cái câu nói đó lúc này đây Vi dành cho cô ta một sự xem thường lớn nhất. Qua một lúc, Vi nghe tiếng bước chân dội dàng lướt qua phòng, biết là hai mẹ con nhà đó đi rồi, cô mới tạm trút bỏ những gai góc hồi nãy mình dựng lên để chiến đấu với sự cay nghiệt bên nhà chồng. Không có những lời cay nghiến ghét bỏ, tâm trạng của Vi nhẹ nhàng dễ thở hơn rất nhiều. Mấy người đó đi chơi chắc là vui quá nên tới gần 3 giờ chiều mới quay về, tay xách nách mang. Con Hương vẫn còn sợ Vi cái chuyện hồi nãy nên biết điều ngậm chặt miệng, ngay cả cái ánh mắt khiêu khích cũng không còn. Mẹ Minh thì được mua cho rất nhiều đồ nên cười đến không khép được miệng. Thấy Vi, bà hơi nheo mày rồi cố tình nâng tay lên xoa xoa. Trời ơi, con bé Nhã này nó khéo chọn ghê đó. Nhẫn này đẹp như vậy, đeo vào sáng lóa cả bàn tay à. Nhìn nó quý phái ra luôn đó. Còn đó nha, đẹp cả người lẫn cả nết luôn. Bình thường lúc này con Hương nó sẽ hùa theo là cái chắc. Thói quen của Nhã cũng quay sang hướng con nhỏ đó. Nhưng mà lúc bấy giờ Hương lại im bặt, cặp mắt dán lên người Vi thăm dò. Hôm nay dọ con bé đó như vậy là đủ rồi, tuyệt chiêu phải chờ đúng lúc mới phát huy công hiệu của nó. Cũng giống như thuốc, nên uống hoài sẽ bị lờn, hiệu quả điều trị cũng không có bao nhiêu. Vậy nên Vi cứ để dành đó, lâu lâu lại đem ra hù nó một phen mới thích. Hương không nói, nhưng ngược lại Vi là người lên tiếng trước. Đúng là rất đẹp, con thấy mẹ đang rất là vui. Tất nhiên. Vậy thì con phải cảm ơn cô Nhã vì đã thay con làm vui lòng mẹ rồi đó. Mày có uống lầm thuốc không? Sao hôm nay tự dưng lại có chút biết điều vậy? Trước kia con nóng vội nên suy diễn lung tung. Từ bây giờ con sẽ xem lại cái cách cư xử của mình, sẽ thay chồng con đối đãi thật tốt với Thanh Mai Trúc Mã của anh ấy. Nhã nhìn Vi ý tứ mỉa mai. Em đã hiểu chuyện như vậy, chắc cũng không có chấp nếu chị nhờ anh Minh đi mua sắm cùng với chị, phải không em? Chị muốn tặng thằng em nuôi cái món quà sinh nhật. Em của chị dáng dấp cũng tương đồng với anh Minh vậy đó. Có gì đâu mà không tiện chứ. Tôi cũng muốn chọn cho anh ấy mấy bộ quần áo thiệt đẹp. Vậy một lát anh Minh về ăn uống xong, ba đứa tụi mình cùng đi nha. Ok. Mình có mặt ở nhà, ăn tối xong xuôi, là gần 7 giờ. Như đã chốt hẹn với nhau từ trước, Nhã lên tiếng rủ rê chồng Vi. Hồi trưa Vi có nói là muốn cùng em đi với anh mua sắm, bây giờ anh lên lầu thay đồ đi rồi mình đi. Mình nhìn Vi xác nhận, Vi khẽ gật đầu, dù biết rằng trong câu nói vừa rồi của Nhã có 10 phần khiêu khích. Người ngoài nghe được chắc nghĩ cô ta mới là vợ chính thức của chồng cô. Nhưng thôi, cuộc chơi chỉ vừa mới bắt đầu. Gào rút tức giận chỉ tốn hơi tốn sức, chứ có ích lợi gì đâu. Và gì là ý muốn của Vi, mình cười nói. Em ra ngoài giải khuây như vậy rất tốt, anh ủng hộ. Hôm nay em muốn mua cái gì cũng được. Mẹ của mình khó chịu chua ngoa. Sinh con trai thật là uổng phí, có gì nó đội vợ lên đầu. Rồi nhận ra như mình lỡ lời, có cô con dâu lý tưởng trong lòng bà ấy ở đây, bà nhanh chóng sửa lời. Vậy cho nên phải chọn một cô con dâu tốt thì mình mới được nhờ. Nếu không, tuổi già bị bỏ mặc bỏ rơi, hẩm hiu tuổi thân biết bao nhiêu đó. Mình nghe mẹ than thở thì không có đồng ý. Mẹ nói cái gì kỳ vậy? Con không có. Tình thương dành cho mẹ với vợ hoàn toàn khác nhau. Sao lại đi so bì? Thôi thôi, con lên lầu thay đồ đây. Mình nhanh chóng lên lầu, tránh cho tranh luận làm mất đi hòa khí. 5 phút sau, anh xuống với bộ quần jean áo thun
nhìn đơn giản mà khỏe khoắn lắm. Vì liếc nhìn thấy Nhã nhìn anh không có chớp mắt, lửa giận lại ngùn ngụt cháy lên. Vì nhắm mắt ổn định lại cảm xúc xong mới nở nụ cười bước đến choàng tay anh mà nói: "Đẹp trai như vậy, hèn gì rồi mũi nó cứ thích do dè." Anh điểm nhẹ lên mũi Vi, yêu chiều nói: "Nhưng anh chỉ thích mỗi một bông hoa là em thôi đó." Nhã thấy hai đứa tình tứ, ngứa mắt cắt ngang: "Đi thôi, một lát trễ người ta đóng cửa bây giờ à." Vậy là họ lên chiếc xe màu đỏ đắt tiền của Nhã. Vi ngồi hàng ghế sau, mình cũng ngồi ngay bên cạnh. Suốt dọc đường, Nhã cứ lôi chuyện xưa cũ của hai người ra nói, mình cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Chắc là biết Vi sẽ không có vui, nên bàn tay anh cứ cố tình đan vào ngón tay của Vi cho cái lời khẳng định. Hiện tại, người cùng anh vẽ tiếp tương lai là Vi chứ không phải ai khác. Vi đúng là khó chịu thật, nhưng một hành động nhỏ nhặt mà tinh tế này tựa như cái lông vũ mềm mại chạm vào lòng cô, khiến cho cô cảm thấy có chút an ủi. Qua không biết bao lâu, Nhã dừng xe ở trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall. Mình nắm chặt tay Vi đi về phía cổng, đợi Nhã cho xe vào bãi đậu. Cô ta đi thang máy từ tầng hầm lên tầng trệt, ngược hướng ra phía cổng, cố tình nắm một cánh tay còn lại của mình. "Em tới rồi, mình đi thôi." "Nhã, em buông ra. Anh biết tính em vô tư hồn nhiên, như vậy là không có hợp gì, anh là người đã có vợ. Em mới ở nước ngoài về, đường xá không có thạo, em nắm tay anh như vậy để tránh bị lạc thôi. Không lẽ Vi lại nhỏ mọn tới vậy sao?" "Tụi anh sẽ đi chậm, chuyện bị lạc em không cần phải lo." Rồi Minh quay sang hỏi Vi: "Bây giờ em muốn đi quầy nào?" "Cô Nhã nói muốn lựa quà cho người yêu, nhờ em tư vấn thôi, chứ đồ em còn nhiều lắm, mua chi cho tốn tiền." "Vi à, em mau quên thiệt đó. Chị nói là mua quà cho thằng em mà em lại nhớ thành người yêu. Em chưa đẻ mà đã lẩm cẩm rồi sao?" Mình không hài lòng với câu nói vừa rồi, trầm giọng với Nhã: "Chưa khỏe nên hay quên là bình thường. Em nói vậy hơi nặng lời rồi đó." Thấy Minh binh giật Vi, cô ta ra vẻ xuống nước: "Tính em xưa nay bộc trực, sống ở nước ngoài càng thoáng hơn. Em nói vậy thôi chứ không có nghĩ gì đâu." Rồi cô ta quay sang Vi: "Chị xin lỗi em nghe, chị không có cố ý." "Thôi được rồi, chọn sớm thì về sớm đi." Vậy là Vi chủ động đi vào một quầy hàng thời trang dành cho nam. Nhã đứng bên ngoài kéo kéo tay mình: "Em muốn chọn thương hiệu cao cấp hơn, nhãn hàng này không có tiếng tăm mấy, đi thôi anh." Mình không quên gọi Vi: "Vi ơi, bên này nè em." Vi gật đầu quay sang xin lỗi cô nhân viên bán hàng, rồi theo chân Nhã vào cửa hàng thời trang thương hiệu CK. Mình biết Vi có thói quen cần kiệm nên dù kiểu dáng ở đây rất đẹp, anh cũng chỉ xem qua một chút chứ không có lựa cho mình. Ngược lại là Nhã, cô ta chủ động chọn một cái quần jean và áo khoác nhìn rất phong cách, kêu mình ướm thử. Anh từ chối, cô ta liền giải thích: "Thằng em của em, tướng tá cũng tương đương với anh đó, ướm thử giúp em đi." Vì lý do thích hợp nên mình không có chối từ nữa, đem vào phòng thử đồ. Trong lúc chờ, Nhã vẫn muốn tìm cách khiến cho Vi không có thoải mái: "Hồi nãy nhân viên bán hàng nói nhìn chị với anh Minh xứng lứa vừa đôi lắm luôn đó em à." "Vậy sao? À, tôi quên hỏi, thằng em mà cô nhắc là em thế nào với cô? Em ruột hả? Vậy có hôm cô bị bệnh sao không gọi nó vào coi?" "Đâu có, nó chỉ là em nuôi, ở đây chị đâu có người thân nào đâu." "À, thì ra là em nuôi à. Mà thường thì có con gì nuôi không có để thịt đâu hả chị?" "Cô... Ủa? Tôi đoán chơi mà trúng thật hả? Anh Minh biết chuyện này không ha? Mày..." Kèm hành động này, cô ta đưa tay lên muốn tát Vi. Khi Vi đinh ninh mình đã hứng trọn cái cú tát, thì đột nhiên cô ta ngã vật ra, cái móc áo cào lên mặt cô ta một đường, kèm theo đó là tiếng khóc: "Chị nói rồi, anh Minh chỉ thử đồ giùm chị, em không có thích sao lại đồng ý đi, rồi bây giờ nổi cơn ghen." Vi đưa mắt nhìn thử, đúng là Minh đang ở phía sau. Người phụ nữ này quả nhiên rất giỏi đóng kịch. Muốn nước mắt liền có nước mắt, Vi rất muốn bật. Người phụ nữ này quả rất giỏi đóng kịch,
muốn nước mắt thì có nước mắt. Vì rất muốn bật cười thì Minh đã chạy tới đỡ Nhã dậy, nhìn Vi hỏi. Ờ, có chuyện gì vậy Vi? Nếu anh tin vào những điều anh thấy thì là như vậy đó, tôi không có gì giải thích. Nhã thúc thích nắm lấy tay của Minh than thở. Phụ nữ quan trọng nhất là gương mặt, em xấu xí luôn rồi phải không anh? Em như vậy còn ai dám cưới em nữa chứ? Minh nhìn Vi, tia mắt thoáng chút buồn bã rồi kéo tay Nhã đi. Anh đưa em đi băng bó vết thương, xe để tạm ở đây đi, mai quay lại lấy sau. Sau đó anh nhìn Vi thở dài. Còn em, về nhà chúng ta sẽ nói chuyện. Vậy là Minh dìu người phụ nữ kia rời đi. Vì nhìn theo bóng lưng của họ mà trái tim lạnh lẽo. Chuyện này so với chuyện đứa bé vốn dĩ không có đáng kể gì. Vì chịu đựng đến ngày hôm nay chỉ có một mục đích, lật tẩy cái mặt nạ dối trá của từng người trong nhà đó. Và hơn nữa, Vì muốn cho Minh biết cốt lõi của hôn nhân hạnh phúc chính là sự tin tưởng, chứ không phải lời thề hứa yêu mãi không phai. Thời điểm cũng xem như là thích hợp, vì với anh ta sẽ có một cuộc nói chuyện rõ ràng. Nếu anh ta đứng về phía người yêu cũ, vì xem như hết nợ hết duyên. Cô đón xe tự về một mình. Không lâu sau thì Minh cũng về tới. Vì đang nằm trên cái chiếu dưới đất, Minh ngồi xuống bên cạnh cất lời. Nhã đã kể hết với anh tất cả, em có lời gì muốn nói với anh không? Vì bình thản nhìn chồng với gương mặt thờ ơ lãnh đạm. Em chỉ muốn hỏi anh một câu, em nói thì anh sẽ tin chứ? Anh... Nhưng Minh còn chưa nói trọn câu, cửa phòng ngủ của Vi đã bật ra cùng với tiếng gào rú hung tợn của mẹ chồng. Con Vi, mày ra đây! Minh đứng dậy chạy đến can ngăn mẹ anh. Mẹ à, có chuyện gì vậy? Bây giờ cũng khuya rồi, sao lại ầm ĩ lên như vậy chứ? Con còn muốn binh giật nó nữa sao? Nó làm sức mặt con gái nhà người ta, bây giờ thoải mái nằm ngủ nữa hả? Sao mẹ biết? Nhã kể cho mẹ à. Con bé nó hiền lành như vậy, mà làm sao mà kể cho mẹ được? Nó chỉ nói cho mẹ biết mấy ngày tới sẽ không có qua nhà mình nữa. Nó sợ vợ mày hiểu lầm, rồi có chuyện không hay. Nếu không phải là do tai mẹ thính, nghe được nó thúc thích ở trong điện thoại, rồi bắt nó phải nói thật, thì làm sao biết được cái con quỷ kia nó ghê gớm mới cỡ nào? Mày á... Không cần phải nói nhiều, mày tránh ra coi. Bà nhìn Vi trừng mắt. Mày biến khỏi nhà này cho tao, ngay lập tức. Mẹ, chuyện như thế nào? Mẹ có hỏi rõ ngọn ngành chưa? Hay chỉ vì sẵn định kiến với con nên mẹ chỉ nghe một chiều? Còn anh nữa, anh nói đi. Nếu tôi không có đưa ra lời giải thích, anh có luôn tin tưởng tôi không? Vi đã sẵn sàng tâm lý, chỉ cần mang một tiếng không từ Minh, tình nghĩa cô đối với anh ta sẽ như chén nước đổ đi, không bao giờ còn được nguyên vẹn như thuở ban đầu. Thời khắc này đối với cô và anh đều trở nên cực kỳ quan trọng, thì bên tai cô đột nhiên vang lên hai tiếng đầy kiên định. Anh tin. Mà hai tiếng này khiến mẹ anh vô cùng sửng sốt, cũng càng giận đến tím ruột tím gan, bà càng phát tháo lên. Cái thằng ngu kia! Mẹ cho mày ăn học thật là uống cơm phí gạo nhà, mà ngay cả lẽ phải mày cũng không có phân biệt được nữa, còn mê muội đi binh vực cái cao ngang tàn đáng ghét này nữa sao? Lúc bấy giờ, mình mới lấy cái điện thoại ra thao tác trên đó, rồi chia cái máy về phía mẹ. Mẹ à, mẹ cứ coi hết cái này đi đã. Qua mấy giây, gương mặt bà ta liền thay đổi, bà bước đến gần Minh, lay tay anh. Minh à, chắc có hiểu lầm gì đó, con Nhã nó không phải là người như vậy đâu, chắc là cái con kia nó xúc phạm con bé nên con bé mới bất đắc dĩ. Sai chính là sai, không có lý do gì để biện minh cả mẹ à. Có những điều mắt nhìn thấy chưa chắc là thật đâu, ngay cả bản thân con lúc chứng kiến cũng từng rất thất vọng về Vi, nhưng mà đã là vợ chồng, nền tảng chính là sự tin tưởng, hoặc chí ít con cũng sẽ để cho vợ con có cơ hội giải thích. Lời của Minh nói từng câu từng chữ khiến cho Vi vô cùng xúc động. Từ lúc quay về căn nhà này với trái tim lạnh lẽo cùng vô hạn phẫn uất, giờ đây Vi mới cảm nhận được sự ấm áp chân thành có sức mạnh xoa dịu vô cùng lớn với những thương tổn mà Vi đã và đang phải chịu. Trước mắt cô cay xè đi, giọt nước ấm nóng nhẹ nhàng rơi trên gò má từ bao giờ. Vi nghe tiếng của Minh nói tiếp. Mẹ xuống nhà nghỉ ngơi đi. Vợ chồng con có chuyện muốn nói với nhau. Con à, con Nhã nó
tạm thời mẹ đừng có nhắc đến cô ta nữa có được không? Mẹ Minh đành phải về phòng, trả lại không gian riêng tư này cho hai vợ chồng Vi. Lúc bấy giờ, Minh mới bước tới gần, nâng bàn tay Vi lên, giọng nói chút buồn bã. Hôm nay, cái điều khiến anh buồn nhất là em không có chịu giải thích với anh. Chúng ta là vợ chồng, có gì thì em phải nói, tại sao lại giữ im lặng? Với em, người tin tưởng thì không cần phải giải thích, người không tin nói máy cũng bằng thừa. Vừa rồi anh đưa cái gì cho mẹ coi vậy? Là cái đoạn clip nhả dù khống em đó. Mình im lặng một chút vì kiên nhẫn chờ nghe anh nói tiếp. Sau khi đưa cô ta về, anh bị ám ảnh bởi cái ánh mắt thất vọng của em khi nhìn anh. Điều đó khiến anh tức thở khó chịu lắm. Anh lặng người, cố gắng bình tĩnh suy xét, bỗng nhớ ra ở đó là cửa hàng cao cấp, đương nhiên có gắn camera. Vậy là anh quay lại đó năn nỉ cửa hàng trưởng cho xin đoạn ghi hình lúc đó. Quả nhiên là cô ta muốn gây chia rẽ tình cảm vợ chồng mình. Cảm ơn anh. Vì cái gì? Vì đã tin tưởng em. Thật ra anh phải xin lỗi em mới đúng. Anh thề với em, anh với cô ta không có gì cả. Nhưng do anh cả nể mới khiến em hiểu lầm là lỗi do anh. Em có thể tha thứ cho anh không? Lúc này bao nhiêu tủi thân trong lòng Vi được dịp thoát ra, cổ họng nghẹn ứ không nói được lời nào, đã nghe Minh thỏ thẻ bên tai. Một trái tim đáng giá là chỉ khi nó chấp nhận một người duy nhất, chứ không phải ai muốn bước vào cũng mở cửa đón chào. Và anh muốn trái tim mình đáng giá chỉ dành chọn cho em thôi. Chuyện cũ mình bỏ qua đi, từ bây giờ có cái gì mình cũng nói với nhau, lắng nghe nhau, em nghe. Vi gật đầu, giọt nước mắt vẫn còn rơi tí tách đã được lau bằng nụ hôn sâu lắng của mình. Khi Vi đang chìm dần trong sự an ủi ấm nồng đó, mình đã tiếp tục trải cái trận mưa hung lên trán, lên mũi Vi. Hơi thở anh phà vào mặt nóng rang. Sau đó cánh môi anh đáp lên môi Vi thật nhẹ nhàng và trân trọng. Lời anh ngọt mềm như mật. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Đen Trắng Tình Đời, tác giả Vân Bích. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 3 cũng là tập cuối.